afraid of you. Now you set my soul on fire. Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ chơi lại chị nữ chủ tế với bộ trang phục cũ cùng với phụ kiện vàng. Bét cũng vàng luôn nha. Lọ tinh vân đấy mọi người, cùng với con sứa. Hôm nọ mình có đọc một cái bình luận của một bạn nói là chơi bộ trang phục cũ nhưng mà phụ kiện lọ tinh vân đi. Và bây giờ thì có thời gian và lâu lắm cũng không chơi lại nữ chủ tế, nên hôm nay là vác lại cho mọi người xem. Em nghèo nhưng mà em nghèo theo kiểu là không có được công khai nha. Em nghèo trá hình nha mọi người. Tại vì ngày nào cũng giàu rồi, quen rồi. Hôm nay giả vờ nghèo một hôm. Mình vừa mới đi họp về. Trời ơi, xa xôi. Nắng mà đi mà muốn lụng cái đầu luôn á. Từ nhà lên trường là hết. Hôm nay mình phóng, thế là đi có 1 tiếng rưỡi thôi. Vậy cho nên là cũng kiểu rất là ok. Nhưng mình nắng lụng cái đầu luôn á. Mình thấy có nhiều chú hoặc là nhiều cô, nhiều chị nha, đi không có bao tay bao chân ấy, thì thật sự kiểu không đeo cũng được. Nhưng mà mình mà không đeo là kiểu ai, con Robbie ở đâu, kiểu rất là khó chịu ấy. Mà trong khi là mình cũng có mặc áo khoác rồi mà mồ hôi nó đùm đề, nó nóng kiểu giống y như là tận thế nơi, muốn nổ cái đầu ra. Con đốt cu kìa. Nghĩ sao đủ dã nhân vậy trời. Đây mọi người thấy là cái bộ trang phục này nó khá là cũ ói. Cũ kiểu nghèo nàn lạc hậu luôn á. Nhưng mà mọi người thấy không, phụ kiện S, bét thì cũng S luôn. Đấy, lâu lâu con sứa nó bay ra bay vô từ trong cõi hư không. Trời ơi nó đẹp mọi người ơi. Cho nên là kiểu cũng rất là mờ lèm. Rồi xong. My brother eat fire and one X. Eat fire là ăn lửa với one X là một cái rìu đó. Nó soi em mọi người ơi. Nè anh chạy qua đây nè. Rồi chạy lên đây luôn nha. Em đập ván lủng cái đầu nó cho anh. Ơi mọi người thấy đẹp không? Đấy, trang phục mà có phèn nhưng mà phụ kiện có một cái là cảm giác người ngợm nó hẳn hoi tử tế liền. Mày hả mày? Hả mày? Đâu rồi? Cái vòng cũng khá là gần ấy, nhiều khi là cũng không có lưu được cái bóng của mỹ nhân đâu. Ngồi đâu rồi? Đừng chạy nữa. Vậy cho nên là mọi người thấy là nữ chủ tế rất là khó chịu ở trong cái map này đúng không? Gọi những cái vòng mà kiểu nó ở lân cận ở khu vực gần đây thì Hunter sẽ mất rất là nhiều thời gian để có thể là phá vòng, và cũng như là cái vòng sẽ rất là nhanh, không có để lại bóng quá lâu. So với cái map mà công viên ấy, chỗ nó xa mà để cái vòng mà kiểu cái bóng tồn tại lâu vãi chưởng là đánh xong rồi nó hiện vị trí ra đấy, chứ gặp mấy con cơ động thì ối rồi ôi luôn. Ủa cái này chạm phát đổ luôn rồi. Trời ơi đúng là năm máy mãi đỉnh. Ủa đâu vậy? Ủa trời ơi sao nó ở đây vậy? Trời ơi cái hầm ở đây nữa. Hộ giá. Ui. Rồi xong tàn đời chị chủ tế rồi. Anh ơi tha cho em. Rồi ai đập cái ván này trả lời. Ủa sao nó không đi đường kia? Khốn vậy trời. Rồi xong. Không có lộn ra được luôn á. Cứu em mọi người ơi.
Đấy, khi mà mình heal cho mỹ nhân xong ấy, mình bị đánh hai hit là mỹ nhân lên năm sọ luôn. Ui dồi, nó mặn vãi trường. Phải chi mà sơ có một cái phụ kiện giống như Emma ấy, ngồi lên là sẽ ủa không phải, Emma là phá cái phụ kiện vàng của Emma là phá ghế, là thay đổi ghế đúng không? Phải chi mà sơ cũng có một cái phụ kiện mà ngồi lên là ghế cũng thay đổi luôn thì cũng hay. Nhưng mà về cái sự thay đổi của ghế thì mình chỉ thấy cái ghế nó biến giống như thành cái ngai vàng thôi, chứ không có gì đặc sắc cả. Ôi, đuổi mẹ hả? Ôi, hiêu bé này chủ cái gì mà lửa một đống vậy trời. Cái dây nó cuốn. Từ từ nha, mẹ mà vô được nhà rồi á là con đừng có bảo tại sao nước biển nó lại ngọt, nghe chưa? Ủa nước biển, ở lộn, nước biển mặn má. Lộn lộn, tưởng nước mưa. Úi giời ơi, tôi còn đi vào đứng lửa nữa. Gớm ói. Ở trên trần đời này có một cái phụ kiện mà tôi không hiểu nhất trên cuộc đời này, đó chính là cái phụ kiện mà của con Jack mà nó đeo cái miếng da của Suzuka trên vai á. Nó tỏa ra mấy cái khói khói rất là mờ, kiểu bình thường hóa cái phụ kiện quá mà nó lại thuộc cái phụ kiện tím. Mình cũng hiểu cái phụ kiện đấy là nó có cái hiệu ứng gì luôn. Rồi cứu bé. Mình đợi có vòng xong rồi mình chui vào nhà mình cai nè. Tàn đời với tao nha mày. Con quỷ. Không thèm phá ván hả? Rồi mọi người ơi, Pram rồi, mọi người tách ra đi để cho em vô nhà em cai cháy hãng nó được rồi hả? Mọi người thắng 3 cũng được. Trận này là chị tỏa sáng. Không có đủ level, không có đủ tri thức để nói chuyện với chị đâu ha. Rồi không thèm phá cái ván này luôn. Tàn đời rồi, nổ luôn. Hay quá. Đấy, mọi người cảm thấy nếu mà nổ được ấy, thì mọi người sẽ tinh tập trung giải mã luôn. Còn không thì mọi người con là nổ luôn. Là đồng đội sẽ nghe được tiếng lòng của mình. Rồi mình sẽ tiếp tục mình cai. Trời ơi. Đuổi mẹ hả? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Cái nhà này nhà của mẹ, nhớ chưa? Mất dấu luôn rồi. Nó sang chỗ phóng viên ở bên cổng lồng chim. Vậy thì mình sẽ đi qua bên khu này. Cái gì vậy? Đổi bổ trợ nữa hả? Vậy thôi, mẹ nhảy hầm. Bye bye con đi gái yêu nha. Con nghĩ sao mà đuổi mẹ trong cái map nhà của mẹ vậy trời. Cái này phải đổi tên thành nhà của mẹ mới đúng. Ngồi nè. Ủa, nó đầu hàng không cho mình dùng emote luôn. Khốn ghê. Và các bạn đừng chuyển kênh nha. Mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem. Rồi, mới quay trở lại trận đấu thứ hai ở map làng ven hồ. Vẫn là cái phong cách nghèo nàn. Chủ tịch giả nghèo. Gì mà vô cho mỗi con gọi là đục vòng xuyên map, đi sửa cái máy ở giữa map. No no no, no never. No 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 no. Mọi người biết bài đó không? Bài đó của Erbing á. Trận này con quả skin cầu đợt này á mọi người. Tính ra là chủ tế kiểu chơi rất là hay, rất là mạnh, bị nớp rất là nhiều. Nhưng mà về cái khả năng mạnh của nó thì không phải bàn đúng không? Chưa kể đến cái trường hợp là nó hết vòng là hết thời nha. Đuổi nó hết vòng rồi ấy, thì thôi. Mà không đuổi nó hết vòng nữa thì cũng thôi. Nó đuổi tôi. Khốn ghê. Quỷ cái. Ủa, cái hầm trong đây nữa chứ trời. Sao mà con tàn nhẫn với mẹ vậy con?
mình cai đầy máu thì ở đây thôi. Nhưng mà nếu như mà nửa máu ấy, ui sao lại rớt xuống rồi. Trời ơi, tự nhiên mình rớt xuống ngon lành luôn. Ủa, sao nó không đi vô cái vòng đi trời. Con khốn. Úi dồi ôi. Trời ơi, giật mình luôn á. Thôi, nửa máu rồi, em rén đây. Em đi về nơi xa đây. Úi giời ơi, coi kìa, không biết đi hướng nào luôn á. Hồi nãy thì gặp cái con bắn lửa, trận này thì gặp con tọc thẳng. Ê, dưới góc nhìn của mình thì mình thấy cái bộ trang phục con quả này cái phần trước đẹp nha, mà cái phần sau nhìn nó giống như cái bờm con sư mu gì đó, con sư tử. Bự dã man luôn, không có đẹp gì hết trơn, nhưng mà nhìn đằng trước thì đẹp. Tại vì thường thường khi mà chơi bên Hunter thì mình toàn nhìn đằng sau thôi, mình đâu có khi nào nhìn đằng trước đâu. Cũng được hai máy rồi nè, cứu em với. Em mà vô được nhà nhỏ là cháy hắn liền. Hay quá, tông bể vú nó đi. Rồi mình phải chạy vô cái khu nhà nhỏ để mình cai thôi. Con ác mộng này là nó rất là yếu ở những khu vực mà có hai cái ván đôi hoặc là trong khu vực nhà. Đừng có cai ở những cái khu rộng rộng đối với nó. Những cái ván nào mà kiểu nhỏ nhỏ ấy, nó sang đỡ đuổi mình luôn này. Trời ơi, theo đuổi tình yêu gì mà gớm vậy trời. Trời ơi, mày muốn te le hả? Rồi, sức mạnh rón rén. Nó đâu rồi? Nó đang yểm bùa kìa. Má ghê dã man. Rồi, vô nhà mà chơi nè. Nhà là nhà của mẹ, nhớ chưa? Trời ơi, nghĩ sao đuổi anh chủ tế ông đây trời, ngồi đó mà yểm. Rồi mang bling đi. Trời ơi, gớm ỉa. Thế mà được 3 máy rồi mọi người. Rào cả cửa sổ như thế này thì bó tay luôn. Nhưng mà mình phải để dành vòng nhé. Sắp ram rồi. Cài rất là nhanh, sửa máy cũng rất là nhanh luôn. Còn ván là cái khu nhà này còn chơi được. Cửa sổ lâu hết vậy trời. Ok. Còn chơi được. Đầu hàng luôn, úi dồi ôi. Hết thời. Nếu mà thua đầu hàng thì mình sẽ kết thúc video clip đây nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người với video sau nha. Bye bye.